Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, đang nghèo mặt vận, bỗng dưng trúng quả giàu to, tiền bạc tiêu ba đời không hết. Vâng, xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần ngày hôm nay, lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công. Làm công việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên không cần phải lo nghĩ gì quá nhiều. Bên cạnh đó, nếu như con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ thì lại càng tốt. Thế nhưng điều đó dường như đang chính là mong ước quá xa vời đối khá. Thế nhưng điều đó có phải là đang quá xa vời đối với nhiều người? Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng, gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai. Và cũng có những người kinh tế thì dư giả, nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Và thiết nghĩ, đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh của con người. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch ngày hôm nay, những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Trong tháng 4 âm lịch này thì công danh, sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Giáp Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Và trên con đường công danh, sự nghiệp, trong tháng 4 âm lịch năm 2022 này thì họ sẽ gặp phải những khó khăn, trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên có những chuyển biến ra sao? Trong tháng này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình chi tiết của mình ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có mệnh đại khê thủy, tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí là có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Tuổi Giáp Dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm gì cũng đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Theo góc nhìn tử vi Nhâm Dần năm 2022 thì tháng này vận khí của người cầm tinh con hổ sinh năm 1974 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc nhưng chỉ cần bạn giữ thái độ lạc quan tích cực thì khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt nam mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp ất âm mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy có quý nhân trợ lực, nên tháng này gia chủ sẽ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch bạn xây dựng từ trước đó tiến triển ổn định, dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng, đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới, gặp gỡ tất cả khách hàng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi.
Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem vận trình tài lộc tháng 4 âm lịch của gia chủ Giáp Dần khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhận lại được những khoản lời lãi khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính sẽ nhận được vụ làm ăn giá hời. Tuy nhiên cần chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ dê dụ dỗ kẻo dẫn đến tổn thất tài sản. Một khi xác định làm gì, phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới cao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông thì rất dễ thất bại. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi, không mong muốn. Nếu có ai đó hỏi về thu nhập hay tiền của bạn, tốt nhất hãy lờ đi. Đừng vì cả nể mà rước tay tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ, để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 4 âm lịch cho rằng tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Giáp Dần. Bệnh dạ dày huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần chú ý hơn đến lối sống của mình, chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng xã giao. Khi làm việc cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra cẩn thận vấn đề đi lại kẻo dễ bị va quệt xe cộ, nhẹ thì chấn thương tứ chi, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Các quý gia chủ tuổi Giáp Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Giáp Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau. Vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết trân trọng và giữ gìn. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ được khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới của riêng mình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tý. Đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi Giáp Dần trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1974. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.